Ngày 17 tháng 9, truyền thông đưa tin Maya Angelou đang tranh chấp quyền nuôi con với bạn gái cũ, Sara Khashoggi. Vụ việc gây chú ý không chỉ tại showbiz Thái Lan mà cả ngành giải trí châu Á. Khán giả quan tâm vụ việc bởi Maya Angelou vốn là nam thần nổi tiếng bậc nhất màn ảnh Thái Lan và có sự nghiệp ấn tượng tại Trung Quốc. Ở Việt Nam, tài tử 31 tuổi cũng có lượng fan đông đảo. 20 năm làm việc trong ngành giải trí. Maya Angelou tên thật là Piratniti Bhaisakhun, sinh năm 1989 trong gia đình có 5 người con. Năm 11 tuổi, Mai gia nhập ngành giải trí với vai trò ca sĩ nhí, người mẫu ảnh. Vài năm sau, Mai cùng anh trai Goff thành lập nhóm nhạc Duo Brothers, thường gọi là Goff and Mike, và nhanh chóng trở thành nhóm nhạc thần tượng hàng đầu xứ Chùa Vàng. Nhóm nhạc Goff and Mike từng bị gọi là Hot Boy đi hát vì hai chàng trai đều có giọng hát ở mức trung bình, không quá nổi trội. Tuy nhiên, ngoại hình điển trai và chiều cao 1m8 của hai anh em vẫn thu hút lượng fan đông đảo. Giai đoạn 2008-2010 được cho là thời kỳ hoàng kim của nhóm nhạc hai thành viên với việc liên tục góp mặt trong quảng cáo của nhiều thương hiệu nước ngoài, được mời diễn ở các festival âm nhạc tại Hàn Quốc, Nhật Bản. Mai tham gia showbiz sớm hơn và nổi tiếng hơn anh trai, nên sau khi nhóm nhạc ngừng hoạt động, anh chuyển hướng sang đóng phim. Sở hữu gương mặt chuẩn vẻ đẹp trai không tì vết, Mỹ Nam Thái bắt đầu tham gia đóng phim và chứng minh được thực lực diễn xuất của mình. Mai được nhiều đạo diễn tên tuổi chú ý và đảm nhận vai chính trong rất nhiều bộ phim hot như Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Bạn Thái, Nàng Công Chúa Tôi Yêu, Pháp Sư Vô Tâm. Ngôi sao sinh năm 1989 còn nhận được lời đóng chính trong nhiều dự án phim thần tượng, chuyên thể từ kịch bản nước ngoài. Nổi bật nhất là Full House và Kiss Me, It Started With A Kiss, phim Bạn Thái. Diễn viên người Thái bắt đầu hoạt động nghệ thuật mạnh mẽ hơn tại showbiz và nhận được cơn mưa lời khen về nhan sắc. Mai Di Angelo trở thành ca sĩ, diễn viên người Thái thành công nhất tại Trung Hoa. Ngoại hình của Mai được nhiều fan nữ nhận định là vượt ngoài tầm kiểm soát. Có thể nói, một trong những yếu tố góp phần tạo nên sự nổi tiếng của Mai Di Angelo chính là ở ngoại hình. Anh tiếp tục tạo nên đột phá khi thành công ở bộ phim Kiss Me 2015, đưa tên tuổi Mai Di Angelo sánh ngang với các diễn viên hàng A lúc bấy giờ. Không chỉ có tài năng diễn xuất cùng ngoại hình đẹp trai, nam tài tử còn thể hiện học vấn uyên thâm khi tốt nghiệp trường đại học danh giá cùng khả năng lưu loát 3 ngôn ngữ Hàn, Trung, Anh. Nam diễn viên cực kỳ thành công tại Trung Quốc, sở hữu gương mặt vừa giống người Hàn vừa có nét Trung, giúp Mai dễ dàng hóa thân vào những vai nam thần. Trong bộ phim Tây Du Ký Lạ Chuyện 2015, Mai được mệnh danh là chàng trai bắt giới đẹp trai nhất lịch sử. Cú đột phá khiến Mai thành công rực rỡ tại Trung Quốc chính là bộ phim Nàng Công Chúa Tôi Yêu. Bộ phim đã đạt mốc hơn 300 triệu lượt xem, giúp Mai trở thành diễn viên trẻ đầy tiềm năng. Chưa hạ nhiệt, Mai tiếp tục góp mặt trong bộ phim Mỹ Vị Kỳ Duyên đóng cùng Mao Hiểu Đông và một lần nữa thể hiện khả năng diễn xuất đỉnh cao của mình. Có thể khẳng định, Mai là diễn viên hết sức chăm chỉ. Ngỡ sau hiệu ứng khi thành công với một loạt phim hot, chàng diễn viên Thái sẽ nghỉ ngơi, nhưng Mai vẫn tiếp tục tham gia rất nhiều bộ phim hot khác. Full House bản Thái Lan được ra mắt năm 2014. Cốt truyện không có nhiều thay đổi so với bản gốc của Hàn Quốc, nhưng sự kết hợp của Mai Angelo và Aum Susa đã giúp tác phẩm một lần nữa tạo nên cơn sốt màn ảnh châu Á. Bộ phim giúp Mai Angelo bước lên hàng ngũ sau hàng A của màn ảnh xứ Chùa Vàng. Nhờ sức hút của Full House, cặp sao Mai Aum tiếp tục tái hợp trong Kiss Me, bộ phim làm lại từ thơ ngây do Trịnh Nguyên Sướng và Lâm Y Thần đóng. Ngoại hình điển trai của ngôi sao sinh năm 1989 cũng trở thành chuẩn mực cái đẹp tại showbiz Thái thời điểm đó. Tương tác tình cảm ngọt ngào giữa anh và Aum Susa được cho là nhân tố quan trọng giúp bộ phim thành công. Vì vai diễn tình nhân quá ngọt, Mai và Aum bị nghi phim giả tình thật. Cánh săn ảnh Thái Lan nhiều lần chụp được cảnh hai diễn viên có hành động tình tứ ở hậu trường. Cả Mai và Aum chưa từng lên tiếng về quan hệ giữa hai người. Khán giả vẫn trông thấy Aum sánh bước bên Mai trong nhiều sự kiện giải trí, quan tâm và chăm sóc anh trong giai đoạn gặp khó khăn vì bạn gái cũ. Thậm chí, nữ diễn viên sinh năm 1988 còn xuất hiện trong buổi lễ cạo đầu đi tu báo hiếu cha mẹ của Mai. Cô được chọn làm người cắt tóc cho bạn diễn, vị trí chỉ dành cho người thân thiết bậc nhất với nam diễn viên. Sau nhiều năm vướng nghi vấn hẹn hò, năm 2019, Aum Susa công khai hẹn hò doanh nhân Am Paithan. Nhiều ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối khi cặp sao Full House không đi đến cái kết viên mãn như người hâm mộ mong đợi. Về phía Mai Angelou, ngoài trừ bạn gái cũ Sara Khashoggi, anh chưa từng thừa nhận tình cảm với bất kỳ ai. Sau khi ông công khai tình yêu mới, nam diễn viên vẫn lẻ bóng đi về. Scandal ruồng bỏ bạn gái và con trai. Mai Angelou được coi là một trong những ngôi sao sạch scandal nhất showbiz Thái Lan. Trong 20 năm tham gia showbiz, nam diễn viên chỉ hai lần vướng vào lùm xùm đời tư. Cả hai lần đều liên quan đến bạn gái cũ, người mẫu Sara Khashoggi. Năm 2014, khi Mai Angelou đang gây sốt màn ảnh với Full House, truyền thông tiết lộ anh đã có con với bạn gái cũ. Nghi vấn trên ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh đẹp vốn có của Mai Angelou. Quá nổi tiếng với sự nghiệp lên như diều gặp gió,
cùng gương mặt Mỹ Nam, Mai D'Angelo thật sự gây bất ngờ khi có con riêng. Thời điểm nam diễn viên công bố có con đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều. Một loạt báo lá cải đưa tin nam ca sĩ, diễn viên khiến bạn gái dính bầu và không chịu trách nhiệm. Sự nghiệp của nam diễn viên lập tức bị ảnh hưởng cùng một loạt chỉ trích diễn ra. Ngay sau đó, nam diễn viên đã mở họp báo, tuyên bố chịu trách nhiệm với con trai. Đồng thời, anh và bạn gái đồng ý làm giám định ADN để kiểm tra huyết thống. Theo lời Michelangelo, anh và Sarah Cancinghini chia tay trước khi cô phát hiện mình mang bầu. Nữ người mẫu cũng giữ kín thông tin và chỉ thông báo với anh khi đã gần đến ngày sinh. 6 năm trôi qua, Michelangelo luôn dành thời gian rảnh rỗi để chăm sóc con. Anh chu cấp chi phí sinh hoạt và học tập cho bé Maxwell, đưa con đi chơi, đi du lịch, tới các sự kiện giải trí. Nam diễn viên chia sẻ nhiều ảnh chụp với con trên trang cá nhân, luôn nói lời yêu thương với bé. Sau vụ việc năm 2014, Michelangelo vẫn được giao vai chính trong các dự án phim ăn khách của truyền hình Thái như Maya Nava, Mặt nạ thiên thần, Huzai Patabi. Người hâm mộ từng nhận xét cuộc sống của Michelangelo chỉ xoay quanh hai nơi, phim trường và nhà. Anh cũng không hẹn hò với bất kỳ cô gái nào, thời gian rảnh đều dành cho gia đình và con trai. Có ý kiến cho rằng nam diễn viên làm việc chăm chỉ để có đủ tài chính nuôi con. Theo chia sẻ từ nam diễn viên, từ khi con trai ra đời, anh luôn chu cấp chi phí từ bảo mẫu đến lái xe, trường học, căn hộ và các chi phí nuôi dưỡng khác. Mỗi tháng, tài tử gửi bạn gái cũ Sarah Cancinghini gần 1.000 baht, hơn 3.200 USD. Từ đầu năm 2020, công việc của Michelangelo càng bị đình trệ. Để chu cấp cho con trai và bạn gái cũ, Michelangelo phải dùng tới khoản tiền tiết kiệm, bán bớt đồ dùng và thậm chí không dám ăn hàng. Vì quá khó khăn, tài tử đề nghị tạm thời giảm mức trợ cấp cho con trai. Bên cạnh đó, căn nhà mà hai mẹ con của Sarah đang sống là của anh trai Mike, do nam diễn viên thuê lại. Hiện tại, người anh muốn bán căn hộ. Do đó, Mike muốn Sarah và con trai Maxwell chuyển tới căn hộ mới với giá thuê hợp lý hơn. Người mẫu Sarah Cancinghini tỏ ra không hài lòng với đề nghị của Michelangelo và lên tiếng tố anh vô tâm với con trai. Sau đó, nam diễn viên tiết lộ thêm, bạn gái cũ không cho anh gặp bé Maxwell đã nhiều tháng, hạn chế quyền làm cha của nam diễn viên. Michelangelo khẳng định, anh gửi đơn lên tòa án chỉ nhằm xin được công nhận quyền làm cha chính thức, không phải để cướp Maxwell từ Sarah Cancinghini. Bé trai con của Mike tên là Maxwell, sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đẹp trai, hứa hẹn sẽ thành mỹ nam trong tương lai. Cả Mike và Sarah Cancinghini dù đã chia tay, nhưng luôn nỗ lực để Maxwell có một gia đình hạnh phúc, không thiếu thốn tình cảm. Mike thực sự là một người đàn ông có trách nhiệm. Mike và Sarah Cancinghini vẫn giữ mối quan hệ bạn bè vui vẻ, tôn trọng lẫn nhau và cùng nhau chăm sóc Maxwell. Ngày 20 tháng 9, một nguồn tin tiết lộ, Sarah Cancinghini đang mang thai con của bạn trai mới nên muốn Michelangelo giữ nguyên mức trợ cấp để cô nuôi cả hai đứa trẻ. Hiện, cả nam diễn viên và bạn gái cũ đều chưa đưa ra phản hồi về thông tin trên. Vụ việc vẫn là một trong những scandal gây chú ý nhất showbiz Thái Lan những ngày vừa qua.